Chào anh em nha. Phía đây làm khoảng 10.000 cây đường kính 10 gốc. 10.000 cây đường kính 10 gốc. Hôm nay đi 400 cây. Ngày 3 ngày đi 400 cây. Khoảng tháng sau là được khoảng 4.000 cây. 10.000 thì tầm 2 tháng rưỡi, 3 tháng là xong. Rồi, anh em nào đang cần làm cái cây đường kính 10 gốc này thì inbox cho Hiếu qua số điện thoại Zalo là 0933. Đây là mớ cây đường kính 10 giam ủ nè. 0933448644. Cho anh em làm nha. Số lượng anh em cứ nói. Cái này rất phù hợp cho những cái công trình ở đường phố. Cái cây nhỏ này rất phù hợp với công trình đường phố cho dân sinh. Cây này chừng 3-4 năm sau thì phát triển rất là to anh em nha. Nhớ nha, anh em nào làm cây gắn hương lá nhỏ, gắn hương đỏ thì inbox ngay cho Hiếu. Nó rất phù hợp cho các cái công trình đường phố. Đây anh em thấy là này Hiếu dâm khoảng 3 tháng nó mọc lên rất là khỏe mạnh, rễ cao 3-4 mét, rất là khỏe mạnh nha, cao đến 3-4 mét. Cây gắn hương này nó có cái đặc điểm rất là dễ sống. Đây là mình mới để đây khoảng 5 ngày thôi thì được nó mọc đấy. Bây giờ nếu mà nó được trồng xuống đất ngay thì phải nói là khỏi nói rồi. Đây là những cái cây mình để dưới đất đây, tượng mọc đây nữa ha. Mới để khoảng 5 ngày rồi nó đã nhú mầm. Đặc biệt của cây này là nó có cái nhú mầm rất là khỏe. Nó có cái mủ, mủ của nó rất là giữ nước, không mất nước. Đó là lý do tại sao mà cây này nó rất là dễ sống. Đây là một cái tược của cây, nó công nhận cái cây này phải nói là nẻ đó, thì khỏe kinh hồn, rất khỏe nha, khỏe. Mỗi mần cậu lên được khoảng 15 cây. Rồi, trong quá trình đăng cẩu mà anh em coi ba cái vú sữa này đang cần bán giá rẻ nha, cực rẻ luôn. Đây, ba cái vú sữa nè, bán ba cái vú sữa này giờ giá chốt luôn rồi anh em, cuối cùng luôn. Ba cây vú sữa, họ cây này hoành 250 nè, cây này hoành 425 nè, 425 to lắm, quay nó bị che. Cây này nó đang mọc lên rồi mình che lại, nó mọc hơi yếu nên mình phải che lại. 425
Cây này là 425. Đó, 425 ba cây. Cây này là hoành 300. Cây này cực khỏe luôn. Được mọc tùm ở trên đó. Này ngược sáng này qua nhà tối thì mình qua đây. Cây này là nó có 5 ngọn ngũ hành sơn. Cây này khỏe lắm. Được mọc tùm luôn. Phải nói là rẻ thì thôi rồi luôn nha. Cực khỏe luôn. Lên trên đỉnh là 5 ngọn nha, ngũ hành sơn. Rồi ba cây chốt luôn, giá tại vườn 130. Anh em đã mua thì mua. Hoành 300 nè. Hoành 425 nè. Đấy. Cây này thì đi vòng vòng là thấy giá rồi đúng không? Đấy, 425. Đó. Đây là 300 chứ, đây 425 nè. Đó, cây 425 này là hơi yếu. Để bữa nào mình phải truyền dịch, để mai mốt mình chơi đục tượng ở trên cây, truyền dịch cho nó. Đang mua 4 bịch khoảng 4 triệu 4 bịch dịch để truyền cho nó, để cứu sống nó, cứu nó thoát khỏi kiếp nạn bị chết khô. Truyền dịch cho nó nha, mình sẽ truyền dịch cho nó. Chắc chắn cây này phải truyền dịch, rồi sau đó mình sẽ đục tượng ở bên này. Lúc đó là tác phẩm tiền tỷ nha. Đó. Đó. Rồi cây này là hoành 250. Ba cây mình chốt luôn, 130, cần tiền gấp. Anh em nào đang cần ba cây vú sữa khổng lồ này thì inbox cho mình nha. 130 thôi, bình quân có cây có 440. Quá bèo luôn đó, tiền vận chuyển còn đã bằng tiền vận chuyển của mình rồi, chưa nói đến tiền công nữa. Đang cần gấp để làm cây, số lượng cây quá nhiều chịu không nổi. Rồi chào tất cả anh em nha.